Theo các chuyên gia và Tổ chức Y tế Thế giới WHO, dịch COVID đang diễn biến phức tạp do khả năng biến chủng của virus này. Giải pháp khả thi nhất hiện nay là dùng vaccine. Tuy nhiên, vaccine COVID cho đến nay vẫn trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và chưa được sản xuất đại trà. Một số quốc gia đã bắt đầu sản xuất được vaccine nhưng chưa có khả năng xuất khẩu vì chưa đủ cung cấp trong nước. Đứng trước đại dịch COVID, các chuyên gia cho rằng chỉ khi nào các quốc gia có đủ vaccine ngừa COVID thì mới có khả năng ngăn chặn dịch bệnh này. Ở nước ta, tính đến cuối tháng 5 năm 2021, chỉ mới có khoảng hơn 1,1 triệu liều vaccine được tiêm, trong đó số người tiêm đủ 2 mũi mới chỉ đạt gần 29.000 người. Đây là con số cực kỳ thấp, nếu so với tổng dân số gần 100 triệu người thì tỷ lệ mới chỉ khoảng 1% dân số. Trong khi số người cần được tiêm phòng phải lên tới 60 đến 70% dân số. Được biết cho đến nay đã có 38,9 triệu liều được cung cấp từ chương trình COVAX của WHO, 30 triệu liều từ AstraZeneca thông qua công ty VNVC, 31 triệu liều từ nhà cung cấp Pfizer hoặc BioNTech. Trên thế giới có thể nói, ngay từ khi dịch bệnh xuất hiện, đã có cuộc chạy đua nghiên cứu, sản xuất vaccine. Hiện nay Trung Quốc là một trong số các quốc gia đi đầu trong việc sản xuất vaccine. Có được những thành tựu đó là do Trung Quốc đã có nhiều thành tựu khoa học y sinh, đã trải qua một quy trình nghiên cứu khắc nghiệt, thử nghiệm mạo hiểm. Để đáp ứng nhanh nhất có thể, Bộ Y tế đã tính tới khả năng nhập khẩu vaccine Trung Quốc. Ngày 1 tháng 6 năm 2021, một cán bộ cao cấp ngành y tế cho biết, Bộ đang xem xét hồ sơ vaccine COVID-19 do Sinopharm Trung Quốc sản xuất để cấp phép nhập khẩu khẩn cấp có điều kiện. Trước quyết định cho phép nhập khẩu vaccine bao gồm cả Sinopharm của Trung Quốc, ngay lập tức được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Trên thế giới ảo mạng đã có một cuộc trao đổi khá thẳng thắn và cởi mở về chủ đề này. Dư luận đang chia rẽ, một số cho rằng cần mua nhanh vaccine, nếu có vaccine Trung Quốc thì chúng ta cần mua để sớm đẩy nhanh công tác tiêm phòng. Số khác thì nhất quyết không mua, không tiêm hàng tàu. Nhóm ủng hộ mua hàng tàu thì cho rằng chúng ta không ở thế thượng phong, kén cá chọn canh. Cả thế giới đang khát vaccine, các nước tranh nhau mua vaccine. Tôi nghĩ, đối với nước ta, loại vaccine nào nhanh là vaccine tốt. Cùng quan điểm trên, một tài khoản khác viết, tôi nghĩ người ta tiêm các loại vaccine đó cho mấy trăm triệu dân, cả tỷ dân họ, thì các loại vaccine đó cũng đủ tốt để tiêm cho chúng ta. Với tất cả tinh thần tự hào dân tộc, tôi không dám nghĩ tôi có giá hơn người Trung Quốc hay người Nga. Phía ngược lại thì cho rằng, tôi sẽ chờ tiêm vaccine các nước phương Tây, thậm chí chờ vaccine của Việt Nam ra lò chứ nhất quyết không chịu tiêm vaccine tàu. Về việc Bộ Y tế cấp phép sử dụng vaccine Trung Quốc, một tài khoản viết, cho dù có được cấp phép đi chăng nữa thì tôi thà không tiêm, chứ không bao giờ tiêm vaccine của Trung Quốc. Phòng chống đại dịch COVID cần có một hệ thống các giải pháp có tính hệ thống, cần được xã hội chấp nhận, ủng hộ. Sản xuất vaccine là giải pháp cơ bản, lâu dài. Trước mắt phải tìm mua là điều cấp thiết. Bởi vậy, có thể nói, chúng ta không có quyền lựa chọn tính mạng, sức khỏe của người dân như lựa chọn quan điểm chính trị. Do đó, việc chính phủ ta có chủ trương khẩn cấp nhập khẩu các nguồn vaccine, trong đó có Sinopharm của Trung Quốc là cần thiết.